Yang samano tibun chati bapa caya matono malang tamapat pa cito tibu chati bahita babuti brahmano Samacharya samanoti buncati Bapacaya mattano malang Tamapacitoti buncati Dứt ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn. Tự mình xuất cáu uế nên gọi bậc xuất gia, và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dứt ác gọi bà La Môn, sống đời an tịnh sa môn chính là tự mình cáu uế lìa xa, tu sĩ ẩn dật xuất gia. Đúng từ phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức, và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, là luôn luôn thể đầu năm mà Tâm Phương kính chúc Thượng Tọa Minh Hạnh và tất cả chư đại đức tăng với cô tu nữ một năm an lành, có nhiều sức khỏe, và mình cũng không quên chúc tất cả Phật tử ở trong Trung Pháp Cú Kinh một năm an vui, thuận lợi thì tu hành, lần thứ nhì, lần thứ ba xa thôi. Dạ, sa thú lành thay chị Tâm Phương. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ ẩn với những đức nên mà con không biết. Con kính chào quý anh chị. Nhân dịp đầu năm mới ấy nên cũng xin kính con kính chúc quý chư tôn đức tăng quý tu nữ được pháp thể khinh nan bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành. Kính chúc quý anh chị thiện hữu trí thức, kính chúc quý anh chị Phật tử xa gần trong đạo tràng Rung Pháp Cú Kinh chuyên đề một năm mới an lành hạnh phúc, các tường như ý và sở nguyện đắc cầu. Dạ, bây giờ con xin phép được trả bài câu pháp cú số 388. Nay ở Việt Nam nó Tết cũng buồn lắm quý anh chị, đường phố vắng hoe, đêm giao thừa thì không có ai lên chùa hết, có lải rải 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 rác vài vị thôi. Sáng hôm nay thì mùng 1 thì các chùa cũng đi từng đợt thì cũng đông, nhưng mà đến bây giờ thì 5 giờ chiều đến giờ thì anh Minh thấy không còn khách lên nữa. Mùa dịch này băng hoa. Dạ, con xin phép được trả bài ạ. Dạ thì dịch đó thì bị cấm ấy, nên người Sài Gòn á, thưa thưa thượng tọa, người các cái xe không có chạy được, không có khách, và cái Phật tử ở xa, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh về á, thì là tới ba trạm để kiểm dịch lận, là qua cái lượt cái trạm Đồng Nai, Thủ Đức Đồng Nai, rồi thì xuống Long Thành là một trạm, rồi xuống tới Bà Rịa một trạm, là về tới cửa khẩu của thành phố Vũng Tàu, con không biết có trạm nào nữa hay không, hình như giải tỏa hết một trạm rồi, nên á, người ta cũng trùng cái bước chân, chỉ có những người ở tại thành phố Vũng Tàu thì đi lên thì cũng không có dám là hẹn hò nhau rồi đi lên đâu, đi thì cũng đi từng từng gia đình vậy đó, rồi nên lại mùa dịch mà nó đang bùng phát dữ dội ở thành phố Hồ Chí Minh thì Vũng Tàu cũng bị ảnh hưởng luôn á, thưa thưa sư. Dạ.
Nói chung lần đầu tiên con chứng kiến cái cảnh mà Tết giống nước ngoài. Hồi lúc con đi Mã Lai Tết Tây á, là con đi các nơi nước Úc, nước Mỹ là Tết Tây con thấy điều hiu. Rồi bây giờ tới Việt Nam cũng vậy thôi. Dạ, không sao. Con thì con tin rằng á, là vạn pháp do duyên mà hả, duyên có sanh thì phải có diệt thôi. Dạ. Trời ơi, hoa chợ thì đông lắm nhưng mà con thấy là con tào lao vậy có làm sao không trời? Dạ anh thôi cho con được nói tình hình Tết ở Việt Nam tí xíu à. Chợ chợ Tết á, thì con thấy mấy siêu thị á, thì bán được lắm, bán mà con thấy chủ yếu là mua mì gói mua mì gói, mua gạo, mua mua nước tương, nước đại khái giống như đợt trước á, là coi như là người ta sẽ chuẩn bị đồ để chống dịch hay sao á, đó nên là siêu thị thì bán đắt hàng lắm, với lại sale nữa, cuối năm sale nên là người ta đi mua dữ lắm, mà con thấy là mua đồ dự trữ thôi. Còn ba đêm mà cái ngày 28, 29 đó tụi con có đi chợ thì đông, con thấy thiệt đông dễ sợ là đông luôn á. Nhưng mà đến cái chiều 30 á, cái sáng 30 á thì con thấy cũng giãn giãn bớt rồi. Còn đến chiều 30 á con thấy hả vắng hoe. Con mới đi có 5-6 giờ chiều con nói thôi để mình đi xuống núi mình đi tìm ít trái dưa, là mình đi tìm cái gì này kia nọ, chứ còn bông hoa chùa thì đầy. Con thấy năm nay không năm nào mà bông nhiều giống như năm nay hết trơn á, con nói là đến nỗi á mà từng cái chỗ nào mà con thấy mà đã đặt được những cái giỏ hoa á, là tụi con tìm cách tụi con đặt hết, còn nên như là từng cái bước chân là mỗi một bước chân là một giỏ hoa, hoa quá trời nhiều luôn, rất là rẻ. Mà con nghĩ vậy con thấy cũng tội nghiệp. Thì con đọc báo ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì người ta đi coi như là người ta vừa bán vừa cho, mà vừa giật dọc mà vừa này kia kia nọ hết quá chừng, mà lan thì ế quá chừng luôn, mà đâu có rẻ đâu, một chậu cũng 3 triệu là giá chót. Nhưng mà hôm chiều 30 á con thấy à, coi như là sổ sổ hàng luôn, sale luôn, rồi nói chung vậy, nhưng mà cũng vẫn còn rất nhiều hoa, như hoa lan với lại lây dơn với lại hoa ly á, thì hoa ly còn ít hơn, nhưng mà nói chung là con nói năm nay là hoa là te tua. Con nghe mấy anh chị tiểu thương nói á, trời người ta lỗ quá trời quá đất luôn, người ta không có nghĩ là dịch mà như vậy. Với lại thủ tướng Vũ Đức Đam nó nói là hy vọng là 8 ngày đầy 8 ngày thì sẽ hết bùng phát, mà xong rồi đến 8 ngày thì thấy thành phố Hồ Chí Minh còn bùng phát thỉnh thoảng mấy mấy quận nữa, như Từ Quan, Đỗ quận, Gò Vấp, quận Bình Thạnh thôi. Ơi coi như là sư Minh Đức nói là 6 giờ sư Bế Môn tỏa cảng này thì ai à, ai mà đến chùa được đó. Thành ra là nói chung thôi kệ, một năm cũng không là gì. Con chỉ tiếc cái tâm tư con chỉ tiếc là không biết là đến rằm tháng giêng đỡ chưa, nhưng con chỉ ức cái rằm tháng giêng Thọ Đầu Đà mấy cái ngày đó mình vun bồi công đức thích lắm, mà con cũng không biết sao năm ngoái tháng giêng tư không có thọ được rồi. Thôi qua vậy 20.000 một chậu có 10.000 hả chị, chứ cũng không được đến 20.000 nữa. Rồi cuối cùng là họ muốn xem muốn lấy bao nhiêu, lấy muốn trả 5.000, 10.000, 15.000, muốn trả bao nhiêu trả, đến nỗi thấy tội dễ sợ luôn á. Thôi giờ con trả lại nha, em kính chào chị Cẩm Vân, kính chào chị Trần Đạo. Cảm ơn chị Rạng Đông. Con xin phép được trả lại câu pháp cú số 388. Bà hi ta bà bồ tí rầm ma nồ sa ma cha ri già sa ma nồ tí vu cha tí bắp bà cha giá ta nồ ma lần ma bắp ba chi tổ bồ tí cha tí bà hi ta bà bồ tí rầm ma nồ
Samachariya samanuti. Ủa, sai rồi. Bà hi ta pa bồ tỳ rammano samachariya samanuti vuccati bà cha ya ta no ma lăng tasma bà chito dứt ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn, tự mình xuất cấu uế nên gọi bậc xuất gia. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu: Bà hi ta pa bồ tỳ rammano samachariya samanuti vuccati bà cha cha ta nô ma lăng ta sma bà ba chi tô ti vua cha tì ta hi ta bà bồ tí rầm ma nô sa ma cha ri già sa ma nô ti vua cha tì bà ba cha gia ta nô ma lăng ta sma bà ba chi tô ti vua cha tì dứt ác gọi bà la môn. Sống đời an tịnh sa môn chính là tự mình cấu uế lìa xa, tu sĩ ẩn dật xuất gia, đúng từ khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Cẩm Vân tiếp theo ạ. Năm mới kính chúc chị an lành chị nha, nhờ giờ sức khỏe. Dạ em kính dâng mic đến chị ạ. Dạ, rất cảm ơn Sít Ai Minh. Chúc Sít Ai Minh cũng có nhiều sức khỏe. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Tăng Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 388. Bà hí tá ba bô tí râm má nô Samacharya Samanoti Vuccati Bát bà cha giá mát tá nô má lăng tát ma bát bá chí tô tí vút chá tí bà hí tá bà bồ tí rầm má nô Sa ma cha ri già sa ma nô tí vút cha tí bát bà cha giá mát tá nô má lăng tát mà bát bá chí tô tí vút cha tí dứt ác gọi phạm chí tịnh hạnh gọi sa môn tự mình xuất cấu uế nên gọi bậc xuất gia. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu: Dứt ác gọi bà la môn, sống đời an tịnh sa môn chính là tự mình cấu uế lìa xa, tu sĩ ẩn dật xuất gia, đúng từ. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời tay Xích Trần Đạo. Quý bà quý cô quý nữ kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đồng Sĩ Tài Minh cho biết tiếng Hàn nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 388 này. Bà hi ta ba tu ti văn ma nô sa ma cha ri ya sam ma nô ti vô cha ti bà
Asma Bapa, Cita Tiwut Jati. Bahi Tapa Bodhi Ramano, Sama Cariya, Sama No Tiwut Jati. Baca caya mata no malang asma pamba chitau ti vut jati dứt ác gọi phạm chí tịnh hạnh gọi sa môn tự mình xuất tấu quế nên gọi bậc xuất gia đó là khổ thân của hoàng thượng Thích Minh Châu bà hi ta ba bồ ti tâm ma no Samacharya Samano Tivutati Bhakpachaya Matano Malang Tasma Bhakma Chito Tivutati Dứt ác gọi Bà La Môn Sống đời an tịnh Sa môn chính là tự mình cấu quay về xa Nhận sức ta đứng từ Đó là hội thơ của Hòa Thượng Nghi Thức và trong năm mới con xin chúc mừng Chư Tôn Đức cùng quý cô tu nữ quý đạo hữu trong đạo tràng được nhiều sức khỏe và tinh tấn trên con đường tu học ạ và con xin lễ mất lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức Tần Đạo. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu đi vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sức Tần Đạo, Sức Hạng Nông, cô ấy mình cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nhật Quỳnh được biết là Sức Hạnh Kiểm chưa trả bài. Hạnh Kiểm ơi, có trả bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Hạnh Kiểm ơi. Alo, alo. Vậy là Hạnh Kiểm không có chiếc máy rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh số 388. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Bích Tha Giá Rạng Đông cho bài học. Bahitabha bồ tí sầm ma nô ma sa cha ri ya sa ma nô tí put cha tí bạp bà cha yam ma ta nô ma lăng tát ma ba ba chi tô tí put cha tí dứt ác gọi phạm chí tịnh hạnh gọi sa môn tự mình xuất cấu quế nên gọi bậc xuất gia và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Bạch tí bà hi ta ba bô bi bà hi ta ba bồ tê sa ma no sa ma cha ri ya sa ma no ti bu cha ti bà ba cha ya ma ta no ma lăng ta ma ba ba chi tơ ti bu cha ti dứt ác gọi bà la môn sống đời an tịnh sa môn chính là tự mình cao quế lìa xa tu sĩ ân vật xuất gia đúng từ và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sức Trần Đạo, cảm vân. Cô ấy Minh, Sức Tâm Phương, Sức Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới. Câu Pháp Cú Kinh số 389. Và trước khi con thỉnh Pháp Sư, con thành tâm dân quả phước mà con đã trong sạch tạo được một năm qua, nhất là phước phục vụ trong rơm Pháp Cú Kinh, thành tâm dân đến quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh,
thân tâm được an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nhất là quý ngài có nhiều sức khỏe để quý ngài dạy dỗ chúng con để tiến gần đến lời Đức Thế Tôn dạy, để xa điều ác, làm điều lành. Và một lần nữa chúng con thành kính, con kính dân mới tính, dân phước đến quý ngài, và chúc quý ngài có nhiều sức khỏe. Nhật Quỳnh cũng xin phước mà Nhật Quỳnh đã trong sạch tạo được, nhất là phước phục vụ đạo tràng đến với quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Mong rằng phước này trời duyên quý vị an vui tiến hóa trong góc hát của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta nghe được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải từ vựng ý nghĩa và nguyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh chỗ 389. Nam mô Bích Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng khói không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 389. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính đánh lễ, con xin đánh lễ chư Đại Đức Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Rạng Đông, cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo, cô Ái Minh. Lời đầu tiên thì cho tình đại xin phép được chư Tăng trước thềm năm mới, năm Tân Sửu, và toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn cũng như vắng mặt ngày hôm nay, năm mới hưởng được cái mùa xuân an lành và gặp nhiều cái thượng duyên trong cuộc sống, và trong năm mới sẽ tạo nhiều công đức phước báo cũng như là tu hành có sự tiến bộ hơn là năm cũ. Đầu năm mới chúng con xin kính chúc chư Tăng và kính chúc đến toàn thể quý vị, và cũng xin mừng tuổi đến chư Tăng và đến quý vị. Cầu mong cho tất cả chư Tăng và tất cả các Phật tử ở trong diễn đàn cũng như là theo dõi cái kinh Pháp Cú Kinh chuyên đề
được nhiều cái lợi lạc, nhiều cái hạnh phúc. Nam mô Bụt-tha-yá. Và thật sự đó thì cũng rất là hữu duyên. Tình Đạt nhớ không lầm thì đầu năm Tây lịch 2021 thì cũng rơi vào ngày thứ sáu, và ngày là ngày giảng của Tình Đạt. Và ngày hôm nay lại là ngày đầu năm mới của năm Tân Sửu âm lịch, thì cũng rơi vào ngày thứ sáu. Phải nói là một cái sự kiện, hai sự kiện rất là trùng hợp. Và cũng may mắn khi được chúc Tết đến Chư Tăng và các Phật tử, nhất là tạo cái công đức đầu tiên của năm mới bằng cái một cái bài học tham gia diễn đàn. Cho nên dù bận rộn công việc chùa vào đầu năm mới, Tình Đàn cũng rất là tranh thủ cái thời gian để mà tham gia diễn đàn với Chư Tăng cùng với quý Phật tử. Và trước khi đi vào bài học, Tình Đàn xin có đôi lời: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây xin chúng con xin cung thỉnh Chư Tăng và mến mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng tâm về Ba Ngôi Tam Bảo để đảnh lễ một cánh tập tác. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato savakasangho sangham namami. Dạ, Nam mô Bụt-tha-yá. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 329 trên 423 câu. Như vậy là chúng ta cũng không còn quá lâu để mà kết thúc cái bộ kinh về Dhammapada, kinh Pháp Cú. Hy vọng rằng chư tiên hộ trì và với tấm lòng của chư tăng quý Phật tử, chúng ta mến đạo, có tâm để cầu Pháp, thì sẽ tiếp tục cái con đường để mà gìn giữ cái môi trường để mà học hỏi lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau trong cái kiến thức về Phật Pháp cũng như là kinh nghiệm tu tập. Và thưa quý vị rằng cho Tịnh Đạt xin ít phút để kể cho quý vị nghe một cái niềm quan hỷ tại chùa Tứ Vân Tăng Bình Phước mà Tịnh Đạt đang trú xứ. Thưa quý vị rằng mỗi năm thì tại chùa sẽ tổ chức buổi lễ tụng kinh đầu năm mới cho các vị Phật tử ở địa phương. Thì năm nay cũng có các Phật tử dù là rất là bận rộn và cũng tình hình cũng dịch bệnh, nhưng mà ở khu Bình Phước này thì chưa có, cũng còn giao thông đi đứng cũng còn khá là tốt, cho nên các Phật tử cũng phân tập về chùa. Và Chư Tăng có cái lời kinh chúc phúc đầu năm mới cũng như là có những cái lọc các Phật tử. Thứ nhất, cái thứ hai đó là năm nay Chư Tăng chùa tại Thứ Phương Tăng có tổ chức tụng kinh xuyên suốt trọn vẹn một ngày đầu năm, tức là khi ăn sáng, dùng sáng đầu mùng 1 Tết sẽ bắt đầu tụng kinh thay phiên nhau, mỗi vị khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng xuyên suốt tụng đọc cho đến rạng sáng ngày hôm sau, tức là một ngày một đêm, để chú nguyện thêm phước báo, tạo thêm phần công đức, cũng như là tạo thêm cái niềm quan hỷ khi quý Phật tử đến chùa viếng ngày Tết, ngày mùng 1 Tết. Và cái bài kinh, cái bộ kinh mà Chư Tăng ở chùa chọn đó là bộ kinh Uddana Pali, kinh Phật tự thuyết. Bộ kinh này thì thật sự ra rất là nổi tiếng,
nhưng bởi vì thời gian sau mới được dịch ra Việt ngữ, cho nên cũng chưa được viết rộng rãi. Bởi vì bài kinh này, bộ kinh này rất là đặc biệt. Thường thì thuyết pháp cần có cái sự thỉnh thỉnh cầu của người nghe, của thính chúng. Nhưng riêng cái bộ kinh này gọi là Phật tự thuyết Uddana Pali, cái câu kệ ngôn cảm thán xung quanh những cái sự kiện của cuộc đời Đức Bà, chư vị thánh tăng, các đệ tử của Đức Phật. Khi Đức Phật này nhìn thấy một cái sự kiện hay là có một cái sự kiện này xảy ra, giống như là pháp cú kinh có duyên sự xảy ra, thì lúc đó Đức Phật ngài sẽ thuyết pháp và ngài giảng sách tấn, cũng như là có đôi lúc ngài quở trách. Ở kinh Uddana Pali, Phật tự thuyết, thì đã được ngài Indachana Chánh Thân chuyển sang Việt ngữ, đã có ở trên mạng internet và được in ấn ở trong Tam Tạng Song Ngữ Pali, công trình in ấn quyển số 28. Quý vị có thể tìm để chúng ta tham khảo, và được các cái vị giáo sư lúc mà tịnh đạt học giới thiệu rằng Uddana Pali là một bộ kinh phải nói là rất là xưa, xem như là bộ kinh ít có bị chỉnh sửa ở trong văn phong đi, cũng như là thay thế các cái từ vựng, cho nên cái bộ kinh này phải nói là rất việt. Và trong cái bộ kinh này có những cái chi tiết mà ở những cái bộ kinh khác là chúng ta không tìm thấy. Hy vọng rằng một lúc nào đó chúng ta sẽ đọc qua cái bộ kinh này. Để trở lại cái bài học ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái câu kệ ngôn pháp cú số 389. Còn một việc nữa đó là, tuy rằng các vị thí chủ bảo sư Tịnh Đạt là không cần phải thông báo, nhưng mà thật ra thì khi đã làm cái việc nhận cúng dường dâng đến các vị giảng sư, thì Tịnh Đạt cần phải thông báo số tịnh tài để dâng đến các vị giảng sư. Tịnh Đạt đã nhận được nhưng vẫn chưa có gửi đi cúng dường, đang chờ để bút cái số lượng cũng như là gặp gỡ các cái vị giảng sư để cúng dường. Và cũng có cái sự cúng dường của cô Rạng Đông đến chư tăng Bổn Từ, xin trân trọng cái tấm lòng, và cũng xin các vị tùy hỷ với cái tấm lòng của các vị thí chủ ở trong diễn đàn. Và trở lại với lại câu pháp cú ngày hôm nay là câu pháp cú số 389. Câu kệ ngôn pháp cú này cùng với câu kệ ngôn pháp cú số 390 có cùng một cái duyên sự, và chúng ta sẽ học ngày hôm sau. Dạ vâng, cô Nhật Quỳnh. Dạ, câu pháp cú kệ ngôn số 389 mà chúng ta học ngày hôm nay có nội dung như sau: Na Brahmanasa Bahareya Na Nasa Munche Tha Brahmano Ati Brahmanasa Hantan Rang Tato Thiya Chớ có đập phạm chí chớ đập lại, xấu thai đập phạm chí, đập trở lại xấu hơn. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu, cũng như là bản dịch văn xuôi của ngài Indachanda Chánh Thân: không nên đánh đập vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn không nên trút cơn giận lên người đã đánh đập này. Xấu hổ thay, người đánh đập vị Bà La Môn càng xấu hổ hơn cho vị trút cơn giận lên người đã đánh đập mình. Và đây là câu kệ ngôn pháp cú số 389. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn này. Câu thứ nhất đó là Na Brahmanasa Pariya Na Brahmanasa Pariya
Chữ ná đây là không, không ở thể phủ định. Brahmanasa, từ Brahmana có nghĩa là Bà La Môn. Và thông báo quý vị rằng cái từ Bà La Môn này rất rất là sử dụng, rất là thông dụng. Và từ Brahmana này có được cái nghĩa tùy theo hoàn cảnh, chứ không được hiểu là một nghĩa theo một hoàn cảnh. Bahareya có nghĩa là đánh đập hay là tấn công, đánh đập tấn công. Câu kế tiếp, Nasa munche tha pramano. Nasa được kết hợp bởi hai từ là chữ ná và asa. Ná nghĩa phủ định là asa. Asa là đến cái người đó, là đại từ của cái từ pramana, đến người đó. Rồi chúng ta đi đến cái từ mun chê thá. Mun chê thá, mun chê thá có nghĩa là trút cơn giận đó. Trút cơn giận. Trút cái cơn giận. Brahmano có nghĩa là Bà La Môn. Bà La Môn. Câu thứ ba, thi Brahmanasa hantarang. Thi Brahmanasa, thi Brahmanasa hantarang. Thi là một cái bất biến từ, có nghĩa là xấu hổ. Xấu hổ. Brahmanasa có nghĩa là Bà La Môn. Hantarang, hantarang, hantarang. Ở đây cái từ hantarang có nghĩa đó là đánh đập. Như vậy là chúng ta có tổng cộng là ba từ. Bahariya muncita hantarang, từ liên quan tới cái từ đánh đập. Rồi chúng ta đi vào câu thứ thứ ba, đó là tato thi yasa munchati. Tato thi yasa munchati. Tato, tato là một trạng từ so sánh, có nghĩa là hơn. Hơn. Thi có nghĩa là xấu hổ, một cái từ. Yasa, yasa là một một cái từ yasa, yasa, yasa. Ở đây yasa có nghĩa là người nào, nhưng mà cái từ yasa này càng xấu hổ hơn cho vị trút giận, xấu hổ hơn cho cái vị trút giận lên người đã đánh đập mình. Người yasa, yasa, người nào là ai, nhưng mà có từ yasa này ám chỉ cho là xấu thai, đánh đập, thậm chí đánh đập trả lại xấu hơn. Dạ. Giá sáng này chỉ chơi từ Brahmana, Brahmana. Munchati, Munchati là cũng có nghĩa là trút giận.
Muôn chất trí của ngài nghĩa là trước dần. Như vậy là chúng ta có cái từ Bahariya cũng nghĩa là đánh đập. Muôn chê thá, muôn chất tí, muôn chê thá, muôn chê tí, muôn chê thá câu thứ hai, và muôn chất tí ở câu thứ tư, đó là chúng ta có một cùng một cái căn động từ nhưng chia thể khác nhau. Và cái từ hantarang, hantarang cũng nghĩa là cái sự đánh đập. Hôm nay chúng ta tuy là học tuy là năm mùng một năm mới nhưng mà lại học rất là nhiều cái từ liên quan đến đánh đập hay là trút giận. Như vậy thì chúng ta sẽ học được cái bài học gì ở trong câu pháp cú này, thì xin quý vị chúng ta hãy theo dõi. Và đó là bài phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay, ngữ vựng của câu kệ ngôn này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 389: Na Brahmana sa Bahariya Na sa munceta brahmano thi brahmana sa hantarang tato thi yasa munchati. Chớ có đập phạm chí chớ đập lại, xấu thay đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn. Qua câu kệ ngôn của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu và câu kệ ngôn Việt ngữ của ngài Giới Đức: đánh đập phạm chí không nên, phạm chí đánh trả không kìm nổi sân. Người đánh xấu hổ một phần, còn người đánh lại nhiều lần xấu hơn. Nam mô Bụt Thầy á. Đầu năm mới mà chúng ta học cái câu pháp cú liên quan đến nhiều cái sự đánh đập, nhưng mà là người học Phật thì chúng ta sẽ nhận định cái câu kệ ngôn này như thế nào để cho có cái sự lợi ích, để cho có cái sự tiến hóa. Thì thưa quý vị rằng câu kệ ngôn pháp cú số 389 và 390 nó có cùng một cái duyên sự, có cùng một cái duyên sự. Và cái duyên sự này thì không biết là thời bây giờ chúng ta có thường gặp hay không, mà Tình Đạt nghĩ là cũng không có tránh khỏi. Câu duyên sự của nhóm hai câu kệ ngôn pháp cú này nói về ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, ngài Sariput. Chờ cho tí xíu. Liên quan đến ngài Sariput, ngài Sariputta, thưa quý vị rằng Đức Thế Tôn nói lên câu kệ ngôn này khi ngài trú ở Chetavana, đề cập đến ngài trưởng lão Sariputta. Thì có một cái lần nọ, đó là ngài Sariputta ngài đi khất thực, ngài đi khất thực có một mình thôi, ngài đi khất thực có một mình thôi. Và khi mà ngài đi khất thực như vậy đó, thì dân chúng cũng như là các cái đệ tử người Phật tử đó, họ rất là hoan hỷ, họ dùng những cái lời tán thán, họ dùng những cái lời ca ngợi về một cái vị đại đệ tử, một cái vị thánh nhân, một cái vị giải thoát không còn cái phiền não, và nhất là không còn cái sự sân hận hay là oán hờn trách móc. Và ở trong cái thời, trong cái hội chúng nào, ở trong cái thời điểm nào, thời gian nào cũng vậy, có người này thì cũng có người khác. Tuy là ở trong thời Đức Phật có nhiều cái lợi lạc gặp được Đức Phật và các vị thánh tăng, nhưng cũng có nhiều vị đó là có tri kiến sai lầm. Và một cái ông Bà La Môn, và cái từ Bà La Môn ở đây á, Tình Đạt có lưu ý quý vị rằng có nhiều cái nghĩa. Bà La Môn thì chúng ta là cái âm đọc của Brahmana, Bà La Môn. Có nhiều lúc đó cái từ Bà La Môn này ám chỉ cho là cái giai cấp, cũng có chỗ thì Bà La Môn này ám chỉ cho cái đối tượng để mà gọi, và cũng có chỗ đó là
cái bà la môn là ấm chỉ cho một cái vị thánh nhân a la hán, giống như là chúng ta đang học ở cái phẩm pháp cú brahmano brahmana quốc gá phẩm bà la môn. Thì cái từ bà la môn trong cái phẩm quốc gá mà chúng ta đang học đó được phải được hiểu rằng là một vị a la hán thánh nhân. Thì khi ông bà la môn này nghe những cái lời tán dương một cách vui mừng hoan hỷ, một cách niềm nở của những người Phật tử đó, thì ông có một cái tâm nghi ngờ. Thật sự thì ông không có quán thù hay là ghét bỏ gì với người tu Phật, nhưng mà khi nghe tin đồn nhiều quá như vậy đó thì ông tâm sanh nghi và không biết cách nào để thử. Thì ông mới hỏi rằng trên đời này làm gì mà không có người, làm gì mà có người không có tức giận, làm gì mà không có người không có cái sự khó chịu. Là ông lại có một cái sự nghi ngờ như vậy, và ông tìm cách để mà thử. Thì cái ngày hôm ngày Xá Lợi Phất đi khất thực đó, ngài đi khất thực một mình đó, thì ông lẻn đi sau lưng và đến những cái nơi vắng vẻ đó, thì ông tìm cách để mà làm cho ngài Sariput, làm cho ngài hoảng sợ, đau đớn, giật mình, để xem ngài có cái phản ứng như là lời đồn hay không. Thì lúc đó ông dùng một cái cây gậy, cây đòn giống như cây củi chẳng hạn, ông lượm ở bên bìa rừng đó, thì ông đi theo, lén đi theo, thì không có để ngài Xá Lợi Phất phát hiện, ông đã tấn công từ phía sau. Khi mà một cái đòn tấn công bất ngờ từ phía sau đó, nếu như là một người bình thường, mặc dù là có tu hành đi nữa, hay là mặc dù là có võ thuật, có học võ đi nữa, thì một cái đòn tấn công bất ngờ từ phía sau thì rất là khó đỡ. Và khi bị tấn công bất ngờ cộng với lại cái đau của cái đòn đánh đó, làm cho mình khó chịu, và đương nhiên đó sẽ có một cái sự phản kháng, một cái sự phản kháng. Gặp cái người hung dữ đó thì người ta sẽ tìm cách để mà người ta phản đòn lại. Còn dịp như cái người mà ta nhút nhát đó, thì người ta phản kháng bằng cách là người ta sẽ bỏ chạy, người ta sợ hãi, người ta tìm cách để mà tẩu thoát. Còn đối với ngài Sariputta đó, ngài Sariputta khi mà bị một cái đòn bất ngờ từ phía sau lưng đó, thì ngài dừng lại và ngài xem xét xem cái chuyện gì đang xảy ra, cái việc gì đang xảy ra. Thì khi mà ông Bà La Môn với cái tư thế là thử, chứ không phải vì cướp đoạt tài sản hay là cái tâm hận thù để mà cố làm hại một cái vị sa môn. Thì khi ông thấy cái sự phản ứng của ngài Xá Lợi Phất một cách rất là bình thản, một cách rất bình thản, dù là sự bất ngờ hay là cái sự đau đớn, ngài vẫn vẫn là điềm nhiên. Thì ông biết rằng là cái vị sa môn này không phải là người bình thường, người mà có thể có cái sự trấn an một cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có cái sự bình thản trước cái sự nỗi sợ thì không phải là một người bình thường. Và ông nhận biết rằng đây là một cái vị thánh nhân, cho nên ông rất là hối hận, ông rất là hối hận khi mà sử dụng cái cách thử này. Và ông tìm cách lập tức sám hối cái tội lỗi, cái cách thử ngu dại của mình, và ông trình bày hết cái nỗi niềm khi mà ông nghe dân chúng có cái lời đồn như vậy. Và ông thử để chứng minh rằng cái lời đồn đó là không có thật. Nhưng khi dùng cái cách thử này thì ông biết rằng ngài Xá Lợi Phất là một vị thánh nhân, và chắc chắn trên đời này có người không có bị sân hận, phiền não, quấy rối, làm phiền
và âm xin sự tha thứ của Ngài Xá Lợi Phất. Lúc đó thì phải nói là một cái sự, chúng ta có thể mường tượng ra một cái hành động của một vị thánh nhân đó, tuy là có cái sự xúc chạm đau đớn về cái thể xác, nhưng mà về tâm không còn phiền não vấn đục đó, thì Ngài không có hoảng hốt. Thì khi mà bị đòn bất ngờ, Ngài cũng rất là bình thản, Ngài để xem xét cái việc gì xảy ra. Khi nhận lời sám hối có tội của lỡ lầm của Ngài, của Bà La Môn, thì Ngài cũng bình thản để chấp nhận. Và ông Bà La Môn muốn thỉnh bát của Ngài Xá Lợi Phất về để mà cúng dường, coi như là chuộc lại lỗi lầm. Thì quý vị biết rằng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài rất là khéo léo. Ngài đã giao cái bát của Ngài cho ông Bà La Môn cầm. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết rõ rằng nếu Ngài không làm như vậy đó, thì cái trên đường về nhà của ông Bà La Môn sẽ là một thảm họa, sẽ là một thảm họa. Quý vị biết rằng cái người mộ đạo đó, có nhiều người ta mộ đạo rất là trí tuệ, nhưng mà có nhiều người mộ đạo bằng cách là bằng cái tình thương. Cái tình thương nó làm cho cái con người ta đó mất đi cái sự kiểm soát. Nhưng mà từ cái tình thương đó được sự hướng dẫn, được sự học hỏi, thì cái tình thương đó sẽ học đạo rất là tốt. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết rằng nếu Ngài không đưa bát cho ông Bà La Môn này cầm về nhà đó, thì trên đường ông Bà La Môn trở về nhà sẽ bị những người vì cái lòng thương Ngài Xá Lợi Phất, những người Phật tử mà có tình thương đối với Ngài đó, người ta sẽ hành hung cái ông Bà La Môn này để mà cảnh cáo ông. Để mà cảnh cáo ông, dám đụng đến một cái người mà người ta thương, người ta kính, thương, kính, tôn trọng mà cũng có cái tình thương trong đó. Quý vị biết rằng đó là một cái tâm mộ đạo, nhưng mà nó kèm đến một cái sự là một cái sự kính trọng ở trong đó nữa. Kính trọng từ cái việc đó là cái pháp của vị đó hành, và kính trọng qua cái đời sống của vị đó. Cho nên khi mà hay biết rằng Đức Xá Lợi Phất bị một cái đòn tấn công bất ngờ như vậy đó, thì họ rất là bức xúc, và họ hè với nhau là sẽ đón đường ông Bà La Môn này, trên đường ông trở về nhà sẽ hành hung ông để mà cảnh cáo. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết rằng như vậy, Ngài đã đưa cái bát cho ông Bà La Môn dẫn Ngài về nhà để mà nhận cái vật thực ngày hôm đó. Và trên đường về nhà thì cái nhóm người bảo vệ Ngài Xá Lợi Phất có xuất hiện và đón đường, và bảo rằng xin Ngài hãy nhận lại bát và để ông Bà La Môn này đi về nhà. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết cái câu chuyện nó sẽ xảy ra, thì Ngài mới nói rằng ai là người bị ở trong trường hợp này. Thì những người Phật tử nói là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là người bị đánh. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói ta là người bị đánh thì không có chuyện gì hết nha, không có chuyện gì hết, nên các ngươi cũng đừng có manh động nha, đừng có manh động, đừng có manh động. Thì sau cái sự kiện này xảy ra đó, kết thúc, các vị tỳ kheo khác đi về chùa và bàn tán với nhau. Tức đó Đức Phật Ngài mới hỏi câu chuyện gì mà các ngươi đang bàn tán. Thì câu chuyện được xảy ra trình lên Đức Phật. Các vị bà tỳ khưu nói rằng cái trường hợp này nó sẽ xảy ra lần nữa nếu mà Đức Phật Ngài không có giải thích, không có nói cho nghe. Bởi vì một người cầm gậy đánh một người sa môn xong rồi xin xuất bát, thì sẽ làm cái tiền để cho những cái người Bà La Môn khác, người cư sĩ khác muốn đặt bát ông sư đó thì cầm gậy đánh. Thì ông mấy vị tỳ kheo rất là ngại với cái việc này, cho nên đã bàn tán với nhau. Cho nên Đức Phật ngài đã sách tấn, Ngài đã khuyến khích, Ngài đã nói cho rõ, tức là cái người Bà La Môn thật sự đó, cái một người Bà La Môn thật sự, tức là
tức là người Bà La Môn được đề cập ở trong phẩm Bà La Môn á, là người vị thánh nhân á, thì không bao giờ có cái hành động đánh cái vị thánh nhân, không có cái hành động mà thể hiện cái tâm sân si. Chỉ có những người Bà La Môn chưa có sạch cái phiền não thì mới có những cái hành động đó. Và cái hành động đánh đi trả lại đó, trút giận qua trút giận lại, được Đức Phật Ngài khiển trách. Được Phật Ngài khiển trách sáu thai đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn. Cũng một cái lời nhắc nhở đó là khi đối diện với những cái tâm tâm sân, tâm nóng nảy đó, thì chúng ta cũng phải hết sức là đề phòng, hết sức là đề phòng. Lúc đầu thì Tịnh Đạt có nghĩ rằng không biết cái tình trạng này ở ở hiện tại bây giờ còn xảy ra hay không, nhưng mà cũng không 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 chắc là không còn, bởi vì có nhiều cái việc nó là nó ngoài ý muốn, nhiều cái việc nó ngoài ý muốn. Qua cái câu chuyện duyên sự này đó thì quý vị thấy rằng á, một cái vị sa môn và một cái vị sa môn với cái hạnh không sân, không hoảng hốt, không hấp tấp trước cái sự tấn công bất ngờ hay là cái sự làm khó dễ, thì cái vị sa môn đó rất là đáng kính, như là ngài ngài Xá Lợi Phất. Muốn được như vậy chúng ta cần gì? Một cái rất là quan trọng, không chỉ là sa môn không, mà là một người Phật tử, hay nói rõ hơn là một người từng đi chùa, thì chúng ta sẽ có cái hành động, hành vi cử chỉ ra sao khi chúng ta đối diện với cái việc thử thách khó khăn, đối diện với cái lời xàm tấu hay là nói xấu về mình, hay là thậm chí là cái việc mà phải động tay động chân, hay là đối diện với cái cơn tức giận ở trong bản thân mình, thì mình phải có cái cử chỉ hành vi như thế nào của một người từng đi chùa, thì như vậy nó sẽ có lợi ích hơn. Thì thưa quý vị rằng Tịnh Đạt xin xin chia sẻ với quý vị một cái pháp môn mà chúng ta có thể rèn luyện để được cái khả năng như là gần như sẽ được như là ngài Xá Lợi Phất, đó là pháp môn nhẫn nại. Pháp môn nhẫn nại được đề cập ở trong Phật giáo cũng rất là phổ biến, rất là phổ biến. Chúng ta được biết cái pháp nhẫn nại đó là cái sự chịu đựng, cái sự chịu đựng, cái sự nhịn nhường. Nhưng mà để cho đúng, chúng ta nhịn nhường hay là chịu đựng như thế nào không phải là một cái lò xo bị nén. Ở ngoài gia đình xã hội đó, thường cái nhường cái nhịn đó là vì cái lịch sự, là vì cái che giấu của cái tiếng dơ. Nói thì sẽ dễ bị mất lòng, nhưng mà chúng ta hãy xét lại kỹ ở trong cái xã hội sống của chúng ta đó. Thật sự khi mà chúng ta suy sụp, khi mà chúng ta chịu đựng những cái mất mát đó, chúng ta phải nghĩ rằng không phải mình, chỉ riêng mình suy sụp hay là chỉ riêng mình bị mất mát, mà ai cũng có cái. Bởi vì ở trong cuộc sống đó, mỗi cá nhân hay là mỗi gia đình, nói rộng hơn đó là mỗi xã hội, đều có một cái đều có một cái cách, đó là giấu giếm cái xấu của mình càng nhiều càng tốt. Giấu xã hội nào giấu giếm hay là che giấu cái xấu của xã hội đó nhiều, thì cái xã hội đó là được gọi là cái xã hội văn minh. Cái gia đình nào che giấu cái xấu nhiều hơn gia đình khác thì được gọi là cái gia đình văn hóa,
Và cái cá nhân nào che giấu cái xấu của mình hay nhất, hay hơn người khác, được gọi là cái người lịch sự. Cho nên cái việc mà chúng ta làm, cái việc mà chúng ta bị chê trách, hay là cái việc mà chúng ta gặp khó khăn đó, đó là cái việc ai cũng có, chứ không phải một mình. Từ cái việc đó là mất mát người thân nè, hay là đối diện với cái nguy cơ mất tiêu tán tài sản nè, hay là đối diện với cái sự tiếng xấu đời nè, thì thật sự những cái thứ đó nó rất là phù dung. Nhưng mà do là nhiều khi chúng ta đặt nặng vấn đề, nghĩ rằng chỉ riêng mình ở trên thế giới này phải chịu những cái khổ đau, những cái khó khăn đó, cho nên chúng ta sẽ có cái cảm giác là rất là cô đơn, rất là cô độc. Khi mà nghĩ cho kỹ lại đó thì ai cũng trải qua cảm giác này hết, ai cũng có cái khó riêng hết, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng rất là bình thường. Đó là một cái cách mà chúng ta có thể quân bình lại cái nội tâm của mình, không còn thấy cô đơn hay cô độc nữa, mà chúng ta phải nhanh chóng lấy lại cái thăng bằng để còn làm các cái việc cần thiết hơn. Cho nên á, cái pháp nhẫn nại ở trong Phật giáo nó phải được hiểu một cách rõ hơn, sâu sắc hơn, là cái việc nhường hay là nhịn, hay là cái việc mà chấp nhận của một cái người nhân viên bị trưởng phòng, bị cấp trên la mắng. Tất cả những cái nhường, cái nhịn hay là cái chịu đựng đó, nó sẽ là những cái lò xo nén. Một khi lò xo không còn nén được nữa đó, thì cái sức bung của lò xo nó sẽ to hơn, lớn hơn là cái lò xo ở vị trí ban đầu. Nén càng mạnh thì sức bung càng nhiều. Và khi mà lò xo nó bung ra thì không có cái gì nó cản được nữa, đó nên sẽ đổ vỡ, ta không còn để cứu chữa được nữa. Thì cái pháp nhẫn nại của Phật giáo sẽ giải quyết rằng khi mà chúng ta nhường, chúng ta nhịn, chúng ta chận, thì chúng ta không là cái lò xo bị nén, mà chúng ta sẽ xóa bỏ như là cái thùng rác đổ hàng ngày. Thì như vậy cái việc nhẫn nại nó mới đem lại kết quả. Ở đây Tịnh Đạt xin nêu cho quý vị một số cái kinh nghiệm như thế này, được học hỏi ở các cái nhiều nơi. Tức là khi mà chúng ta gặp khó đó, chúng ta gặp khó đó, thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ, cố gắng chúng ta sẽ hình thành một cái suy nghĩ để mà suy nghĩ tích cực. Giống như là những cái khó đó không phải một mình gánh chịu, mà ai trên đời này sinh ra có mặt ở trên thế gian này cũng đều một gánh chịu một cái nỗi đau, một cái sự mất mát hay là một cái sự khó khăn, để chúng ta nhanh chóng lấy lại cái thăng bằng. Hoặc giả là có người nào đó làm hại mình, hay là âm mưu để mà gây hại đến mình, thì chúng ta hãy khéo mà vận dụng cái suy nghĩ đó, là cái việc mà người đó làm hại mình đó, nhiều khi người đó, bản thân người đó bị gọi là cái phiền não, cái sân hận, cái tâm nóng nảy, cái quế nhiễm ở trong cái tâm thức của họ, nó làm, nó sai khiến, làm cho người đó có những cái lời nói, những cái hành động. Và từ khi suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta sẽ cắt được cái sợi dây quan trái. Dạ, chúng ta sẽ cắt được cái sợi dây quan trái. Sống ở trên đời càng bớt cái quan trái đó thì càng hạnh phúc, thưa quý vị. Cái quan trái nó làm cho chúng ta khổ đau lắm. Nhiều khi cái quan trái nó sẽ khiến cho chúng ta gặp lại ở trong đời này hay là ở trong đời sau. Cái quan trái đó nó sẽ trở thành vợ chồng con cái, trở thành gia đình quyến thuộc, hay là cái quan trái nó sẽ thành kẻ thù, người đối lập. Cho nên cái quan trái đó chúng ta cởi càng nhiều và đừng có cột trói, thì cái hạnh phúc nó càng to lớn. Chứ gặp ai cũng dễ thương, dễ mến, dễ nhìn hết.
Và một cái cách khác đó là chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái đau buồn đó, chúng ta cũng có cái sự chấp nhận. Phải nói cái sự chấp nhận cái khó khăn đó nó rất là quan trọng. Nhận này á, nó ví dụ giống như là chúng ta chịu đựng cái khổ và chúng ta biết cái khổ này nó là một cái hiển nhiên. Giống như là khi mà chúng ta bị bệnh đó, chúng ta đau nhức đó, đi đến bác sĩ, chúng ta phải chích thuốc. Thay vì thông thường đó, một cái mũi nhọn, một cái gai hoặc là một cái kim mà chúng ta may đồ, lỡ mà sơ ý chúng ta đâm vào tay hay là đạp gai vào chân đó, thì chúng ta rất là khó chịu, rất là khổ, mà rất là, nói chung là tâm sân nó nổi lên liên tục. Nhưng mà khi mà chúng ta bị bệnh đó, chúng ta đến bác sĩ chích đó, thì cũng là cái vật nhọn đâm vô người, nhưng mà chúng ta chấp nhận được cái khổ đó, cái khổ đau của cái việc cái đau của cái vật nhọn đâm vô người, bởi vì chúng ta chấp nhận nó, cho nên chúng ta không thấy cái khó hay là cái khổ hay là cái khó chịu, cái buồn phiền bực dọc của cái đau của cái kim tim đó, mà chúng ta chấp nhận nó được. Thì chúng ta khi mà khó hay là khổ hay là đối diện với cái sự bực dọc đó, thì chúng ta biết chấp nhận nó. Cái thứ ba đó là cái hình thức của một người Phật tử, là chúng ta cần phải 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 có cái sự quán niệm thường xuyên về cái vô thường, về cái khổ não, về cái vô ngã. Bởi vì những cái hiểu biết sự thật của cuộc đời đó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Cái mà người mà trưởng thành đó, thưa quý vị, là người biết chấp nhận những cái cơn đau, người chấp nhận đối diện với những cái mất mát, thì đó mới là người trưởng thành. Và một cái người trưởng thành trong Phật giáo phải được gọi là một cái người rất là siêng, rất là tiến bộ ở trong những cái pháp môn quán về cái sự thật cuộc đời. Khi mà chúng ta biết được nhiều, rõ, sâu sắc về cái chất thật của cuộc đời đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái sức mạnh rất là vững vàng. Và khi mà chúng ta biết được một cách tường tận, giống như là các vị thánh nhân hay là ngài Xá Lợi Phất đó, thì cái việc tấn công từ phía sau một cách bất ngờ, hay là một cái việc mà chúng ta đối diện mất mát hay là đổ vỡ, thất bại, ngay cả cái việc thành công, cái việc sung túc, cái việc mà chúng ta nhìn thấy mọi nơi ở trong năm mới này, hoa, cây ra hoa, cây trái nở hoa, rồi sắm sửa đồ tết, trang trí sạch sẽ, tất cả điều đó cũng chịu cái sự biến đổi không ngừng. Thì khi mà chúng ta rèn luyện một cách nhận định về bản chất thật của mọi cái sự việc xảy ra đó, thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh tinh thần rất là vững vàng. Và cái sức mạnh tinh thần này sẽ giúp cho chúng ta khi mà đối diện với cái khó đó, chúng ta sẽ nhanh chóng lấy lại cái thăng bằng, lấy lại cái bình tĩnh, và từ đó sẽ giúp cho chúng ta xử lý cái công việc cũng như là có một cái hành vi đúng đắn, không có bị chê trách. Thì thưa quý vị, rằng qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 389 này, nói về cái sự đánh đập về nói về cái sự trút giận, nhưng cái cách khắc phục, Tịnh Đạt gợi ý đó là thực hành cái pháp nhẫn nại với cái lý trí suy nghĩ, để bớt cái sự hận thù, và suy nghĩ về về cái chấp nhận cái khổ đau, để chúng ta bớt cái sự quan trái, và suy nghĩ về cái bản chất thật của mọi cái sự việc xảy ra, để chúng ta có được cái sức mạnh tinh thần. Thì từ khi đó chúng ta sẽ là một cái người không có bị các cái khó khăn hay là các cái sự khó chịu hay là cái sân hận, đau ốm, bệnh tật, nó làm cho ta bị khuất phục.
thì từ đó chúng ta sẽ có được cái sự tiến bộ ở trong kinh nghiệm cảm nhận về về cái pháp mà Đức Phật ngài đã dạy, cũng như là noi gương một cái vị thánh nhân như là ngài Xá Lợi Phất. Ngài rất là bình tĩnh, bình thản trước cái sự tấn công, cái sự gây hấn của một cái người khác. Thì thưa quý vị, tịnh đàn xin kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Và một lần nữa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con xin kính mừng tuổi chư Tăng và mừng tuổi quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Cầu chúc cho chư Tăng và toàn thể quý vị có mặt cũng như vắng mặt ngày hôm nay luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và có tâm luôn hướng về chánh pháp để ngõ hầu giải thoát trong ngày vị lai. Tịnh đạt xin kết thúc cái bài giảng bài học ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc chư Tăng và quý vị luôn luôn được sự an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, tri ân lời chúc Tết và nhận lời chúc Tết của sư, mong mọi sự an lành. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân Mít Đinh Sư. Quả tu sắp bấm măng lăng ra khăn tu sắp bê đê quả tu sắp bà bùa đà nửa phá quê nà sà đà sà tê phá quân tư tê. Bằng quả tu sắp bấm măng lăng ra khăn tu sắp bê đê quả tu sắp bà nằm mà nửa phá quê nà sà đà sà tê phá quân tư tê. Bà quả tu sắp bà bằng lăng ra khăn tu sắp bà đê quả ta sắp bà sẵn khá nửa phá quê nê sá đà sở thị bà quán trụ trê. Tất cả hữu quán có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng các sự thanh lợi thiện đường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân chư đại đức tăng đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sân tí vi ha ra qua xí ni tu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gamma cha đề sa ni gamma cha isa ra sapana puta suki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang pa ti cha te sabbe pi dukkha sakha rontu sangkha yang tha tu chi răng xá tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô vô thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya pa huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cảm dân, xin xuống mic.